À... Nè, tự gấp đồ của mình đi. À, nóng quá, nóng quá. Chúng ta đã đến tuổi mãn kinh rồi sao? Là vậy rồi. Hey, muốn cái gì? Thiệt là mất mặt. Mẹ đang trải qua thời kỳ mãn kinh, chắc phải cần đến tinh chất chất lượng của Womacan rồi. Gia đình sẽ rất hạnh phúc nếu mẹ khắc phục được sức khỏe của riêng mình. Tinh chất trái lựu rất thích hợp với phụ nữ trước và sau thời kỳ mãn kinh.